Hello, xin chào mọi người đến với kênh Naha Vlog. Mọi người, mình là Nhã nè mọi người. Thì hồi sáng tới giờ mình với Hằng định quay một cái ngày của hai đứa mình cho mọi người xem, nhưng mà ngặt cái bữa nay bể kế hoạch hết trơn mọi người. Mình tính lên Sài Gòn mình đi thăm Lợi mà cũng bể kế hoạch là ngày mai nó về rồi, cho nên là không có đi nha. Ngày mai lên nhà nó thăm luôn chứ không có đi lên trên Sài Gòn nha mọi người. Cho nên là bây giờ á, mình không có quay một ngày nữa, bây giờ mình quay một clip tròn. Giờ mình sẽ cho anh Hằng nha mọi người. Nhưng mà mình có một ý tưởng này của cái bạn này comment. Ủa, bạn này bạn nhắn tin cho mình luôn chứ phải comment đó mọi người. Mình gửi tin nhắn cho mình á, mình vô tình mình đọc được. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Thì bạn yêu cầu là, bạn nói là anh ơi cho anh chị Hằng đi, anh thử anh giả bộ anh quạo, kiểu quạo vô cớ mọi người, kiểu làm gì mình cũng cáu gắt hết trơn. Thử coi phản ứng của Hằng như thế nào nha. Mình cũng đang thắc mắc không biết là cái sức chịu đựng của Hằng sẽ đến đâu nha mọi người. Mà không biết mà hồi Hằng bực lại có chỗ gói mình không thì mình không biết. Thì mình và mọi người cùng chờ xem cái màn cho này nha mọi người. Ok, để mình đặt cái quay cái Hằng hiện tại giờ đang làm trong bếp đó mọi người. Ok mọi người, mình sẽ đặt quay ở đây nha mọi người. Rồi mình đợi cho Hằng tự ra nha, chứ mình không có kêu nha mọi người. Không biết chừng nào ra nữa. A few moments later. Làm gì cháu mày á? Hả? Làm gì cháu mày vậy? Chịu. Rồi chỉnh clip kiểu gì vậy? Cái gì? Làm clip bộn gì nè. Tao hù tao đuôi không chịu kéo sáng lên nữa. Là gì? Gì là cái gì? Ăn tối ngày. Không cho ăn trời. Nè thì phép. Luôn. Thôi coi thấy tao hù tôi không biết chỉnh lên gì vậy. Không biết chỉnh. Nóng chưa? Hù chưa nóng. Tí món đi. Kẹo không? Là nó không nhì dữ vậy? Không hai lần rồi. Nhì dữ lắm luôn á trời. Làm gì á? Con đi ra ngoài chơi một chút đi. Mày đi hỏi anh Nhã là Nhã bị gì á? Làm cái gì xà quần nãy giờ vòng theo quầy vậy? Chú biết làm xong chưa? Làm gì đâu không? Chơi đi ngắn lắm hả? Chơi đi trong chơi xà quần hoài. Làm không đâu làm, cái mà chơi. Chơi vui không? Vui mới chơi. Mời đẹp. Mời đẹp. Chị chết em. Tự nhiên kỳ cục đi, tự nhiên làm gì bảo vậy?
không là không, mà sao nãy giờ kêu ăn cái gì vậy trời? Thôi muốn ăn thì để đây. Đúng ngay đi luôn. Nè Bon, ăn đi Bon. Kẹo không? Nhây mà có gì? Ôi làm gì nhây từ nãy giờ luôn á. Trời ơi không. Trời ơi làm gì đó. Trời ơi làm gì đó. Nói chuyện nghe trả lời hay gì? Nói chuyện cho trả lời. Biết thì trả chiều. Đi cái gì trả treo là cái gì? Chỉnh nếu không mới kéo sáng cái mặt lên hay gì chứ. Thì đã cũng biết đó rồi. Biết sao kéo sáng. Ai mà biết. Hôm bữa anh đặt cái quay em cũng im. Đã đặt là một chuyện. Rồi cái chuyện mà chỉnh là một chuyện. Là cái gì? Tự nhiên sao đặt một chuyện chỉnh một chuyện? Chỉnh là mình mới biết kéo sáng mặt mày ta lên chứ. Làm chi mà không biết gì vậy? Nói đủ tay là cái gì? Đủ tay chứ đâu phải nó mèo chứ gì? La vậy? Hả? La vậy? Con đóng gì á? Hả? Anh bị ao nhặt cái gì bây giờ anh cầm dưới được? Nói chuyện sành sàm tối rồi đó Phi Phi vậy? Ta ăn thường sàm tối một ngày. Để chạy. Làm gì nãy giờ la? Đứng. Làm gì nãy giờ la? Đứng. Thằng quỷ mày làm tao hết. Con vô con. Mặt mà đen được nó vậy. Cái gì kia vậy? Mày đâu có tay rồi? Làm gì la hoài vậy, tối rồi. Nè chị Ngân, chị mượn em nhìn mấy mốt nè. Bay ơi bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi bay ơi. Làm gì á? Làm gì cho nắng gì vậy? Đã cho nắng gì vậy? Đã đó là chị Ngân kêu đem như một miếng mớ. Mớ chị vừa mặn vừa cay, mớ chị. Chị đi cái gì mớ mặn cay. Sàm 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 dễ hoài. Tối một ngày. Em lại đây coi em có làm cái gì vậy? Né ra. Né. Tao kêu đi ra. Tôi làm gì? Không có giỡn, nãy giờ không có giỡn, nãy giờ nó thiệt. Nãy giờ nó thiệt, không có giỡn. Đi chỗ khác chơi. Quay qua đây coi. Đau. Rồi sao? Đau rồi đó. Đau rồi đó. Ngồi xuống đây coi. Cái gì hay vậy? Nó quay qua đây nói chuyện rồi anh chứ. Cái gì nói chuyện sao? Cái gì nói chuyện sao? À đâu. Hả? Cái gì sao? Giỡn mất anh cho bự giống nhau. Anh giờ đây không có giỡn nha, đây nó thiệt chứ không có giỡn nha. Đã nói là quay qua đây nói chuyện nè. Trời. Anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì? Anh coi coi nãy giờ anh làm gì. Thấy được thôi. Là cái gì trời? Biết tối rồi miệng mồm sao vậy? Cái miệng của em bây giờ bằng cái miệng của anh nè. Bằng loạn sao? Có làm gì á? Nói gì á? Anh làm cho mình mồm mà nó không có ngầu quá. Từ mẹ nói. Em nói anh bị cái gì vậy? Có sao không? Trong người cảm thấy khó chịu hay gì? Nên có khó chịu gì ở trong người không? Nên
mà sao cậu không có gì? Ai làm gì anh từ nãy giờ? Nãy giờ ra tôi nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng chứ bộ. Bộ ai làm gì anh nữa? Ai ăn hết tiền? Đến đi. Bộ ai ăn hết tiền của anh hay gì? Tiền gì? Có tiền ăn sao? Có tiền ăn sao? Chị ai? Tiền nói chuyện chứ đó. Chị ai làm cái gì? Ở đây nóng một okay. Ghê. Ở đây nóng. Ai làm cái gì anh nóng? Hả? Em làm gì anh nóng? Không cần biết. Không cần biết là làm sao? Bộ em bị khùng quá vậy? Khỏi. Hay là nè, cứ hút nè, hút vô đi. Khỏi. Em nói nè, giỡn như đây là đủ rồi. Không có giỡn, cái gì không có giỡn, để khẳng định là không có giỡn, ok? Đừng có giỡn, rồi. Đã nói là không có giỡn rồi sao? Thích ủa, gì? Ủa làm sao chị? Muốn sao? Bộ đang vui vẻ không muốn hả? Muốn tự lọt. Rồi thấy anh sao muốn sao? Tự lọt. Rồi thấy anh sao muốn sao? Thì ra mày chọn cái chết. Trời ơi. Sao cái gì trời, làm như là cung đồ á, anh về nhà nói chuyện gì đó, ghệ mình vậy hả? Rồi sao? Giống giống hả, gì đâu nó. Giống gì là giống gì? Giống cái gì? Thử đập đi, đập mạnh lên. Đập mạnh lên cho hư rồi mua một cái khác. Em hỏi anh một lần cuối cùng anh có giỡn nữa không? Em, không. Em không có vui rồi đó. Không. Không giỡn đúng không? Ừ. Anh chắc chưa? Chắc. Một lần này là nửa cuối nè, có giỡn hay không? Để đó là không thì đừng nghe nha. Tự hồi nãy giờ không có ai mà làm gì anh hết trơn nha. Không nói chuyện được thôi, khỏi nói luôn đi. Mệt gì đâu. Đi đâu vậy? Đi vô, ngủ ở đây luôn đi. Ngủ lên. Ngủ ở đây luôn đi. Ngủ lên. Rồi ai cho nay ta? Rồi ai cho nay ta? Ê, cái bạn gì mà comment cái gì nhắn cái ý tưởng này qua cho mình á, không mấy cho mình hỏi cái ai cho nay nãy giờ. Chứ mình thấy nãy giờ trời ơi, mình hết hồn mọi người. Không biết bữa nay sao tự nhiên sư tử xuống núi gì vậy, hơi hiền chút xíu ha. Mỗi bữa mà ha mình nói chuyện kiểu đó chắc nãy giờ mình cũng mềm mình rồi mọi người. Nhưng mà tại vì thấy mình dùng lên là phải khép nép xuống chứ không phải là chuyện đơn giản dẫn chơi đâu. Tính mình nóng á, dùng lên là phải khép nép xuống. Mà tối nay ngủ đâu nè, không làm chuyện nè. Thôi hy vọng là tối nay sẽ không có cái clip gọi là thử thách một đêm ngủ dưới phòng khách nha mọi người. Hy vọng sẽ không có cái clip đó. Ok thì cảm ơn mọi người xem video mọi người. Thì mọi người thấy cái phản ứng rồi đó. Thì thấy cũng hài hài mọi người. Tại vì bị mình kiểu như bị mình chơi kiểu mà cái đó gọi là tức hay ức chế ta. Mà không biết sao nữa mà giờ này lên phòng chả nào mọi người. Không biết có khóa cửa không nữa. Hồi năn nỉ mới được. Ok cảm ơn mọi người đã xem video nãy giờ nha mọi người. Nếu mọi người có ý tưởng nào hay hơn nữa thì comment cho mình làm nha mọi người. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha. Mọi người nhớ để lại nhiều comment lên nha mọi người. Ok bye bye mọi người. Mình ba cái này là phải khép nép với mình.